Kim Thanh xin kính chào quý vị. Mở đầu bản tin hôm nay là một công ty nhập cảng ở New York loan báo sẽ thu hồi các vỉ cá lòng tong đông lạnh, tên tiếng Anh là Capelin hay còn gọi là Capelin, vì cá đã không được mổ bỏ ruột. Trong một bản thông báo thu hồi đưa ra ngày 17 tháng 12, công ty JFC International Inc. cho biết họ đã thông báo đến các đại lý mua hàng để thu hồi các vỉ cá lòng tong đã gửi bán. Capelin hay là Capelin, tên khoa học là Malotus villosus và ở Việt Nam gọi là cá cơm. Cá cơm, cá bống kèo, cá bạc má, cá nục, hấp hay tươi để trong đông lạnh, đựng trong các khay nhựa xốp, bên ngoài có bao ly lông, bán ở các siêu thị thực phẩm nhập cảng từ Việt Nam và các nước Á Châu khác. Tổng cục Thực phẩm và Thuốc Liên bang nói các lô cá lòng tong bị thu hồi được nhập cảng từ Việt Nam. Nhưng khi trả lời phỏng vấn của báo Người Việt, ông Kiyoshi Tamai, phát ngôn viên của công ty JFC cho hay loại cá cơm đó xuất xứ từ Na Uy, vận chuyển đến Việt Nam chế biến trước khi tái xuất cảng. Luật lệ tiểu bang New York cấm bán thủy sản mà không mổ bụng, vứt bỏ hết bộ lòng vì sợ ngộ độc thực phẩm gây ra bởi vi trùng kỵ khí thuộc họ Clostridium có thể dẫn đến chết người. Ông Tamai cho hay cá lòng tong nhập cảng bị thu hồi không bán ở các chợ quận Cam mà chỉ bán ở một số trên vùng quận Los Angeles, quận San Luis Obispo, phần lớn là các chợ thực phẩm bán cho người Nhật Bản. Một tháng sau vụ Bắc Hàn pháo kích đảo Injungpong và trong lúc cuộc khẩu chiến gia tăng cường độ, hôm thứ Năm ngày 23 tháng 12, quân đội Nam Hàn đã mở một cuộc thao diễn lớn của bộ binh và không quân ngay gần biên giới. Trước đó 3 ngày, hôm thứ Hai, Nam Hàn cũng đã mở một cuộc tập trận ở Duyên Hải phía Tây có sự tham gia của nhiều chiến hạm và trọng pháo trên đảo Injungong đã bắn đạn thật ra ngoài biển. Cuộc tập trận hôm thứ Năm diễn ra ở Pocheon, chỉ cách biên giới Bắc Hàn 20 dặm. Các chiến xa đã nổ súng trong khi máy bay chiến đấu cùng trực thăng, võ trang oanh tạc và xạ kích. Bắc Hàn lên án những cuộc tập trận của Nam Hàn là hành động khiêu khích và đe dọa có thể sử dụng tới bom nguyên tử nếu xảy ra chiến tranh. Tuy nhiên, cho đến nay người ta thấy Bắc Hàn ngoài những lời tuyên bố đã không có hành động cụ thể nào trong phản ứng. Các quan sát viên quốc tế tin rằng mặc dù tình thế hết sức căng thẳng nhưng không bên nào muốn đi tới chiến tranh thật sự. Mọi biểu lộ của chính quyền Seoul hay Bình Nhưỡng lý do chính là vì các vấn đề nội bộ, nhằm trấn an và duy trì sự tin tưởng ủng hộ của dân chúng. Hôm thứ Năm, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hoan nghênh việc Thượng viện Hoa Kỳ đã phê chuẩn Hiệp ước giảm vũ khí nguyên tử được gọi tên là STAR. Hiệp ước này do hai Tổng thống Nga và Mỹ ký kết tại Pagu, Cộng hòa Tiệp, ngày 8 tháng 4 năm 2010. Tổng thống Medvedev và Tổng thống Obama đã nói chuyện với nhau qua điện thoại sáng thứ Năm về việc này. Theo Hiệp định STAR, số đầu đạn nguyên tử chiến lược của mỗi nước được giới hạn ở mức 1.550 so với con số 2.200 hiện có. Hai viện quốc hội của Nga sẽ họp trong 2 ngày mai, thứ Sáu, để nghiên cứu trước khi biểu quyết phê chuẩn vào đầu năm tới. Giá xăng trung bình tại Orange County vừa tăng lên đến $3.27 một gallon, cao nhất trong lễ Giáng sinh. Theo công ty bảo hiểm AAA và cơ quan thông tin nhiên liệu cho biết, lý do là vì giá dầu thô tăng và mức tiêu thụ xăng hiện nay cao hơn mức sản xuất mỗi ngày.
tại Orange County, mỗi gallon xăng tăng 12.7 cent so với một tháng trước đây và 35.6 cent so với năm ngoái. Viên chức của AAA tại miền Nam California nói rằng khách du lịch mùa lễ năm nay sẽ phải trả giá xăng cao nhất trong năm, vì giá xăng có thể lên tới $3.30 một gallon. Theo trang web orangecountygasprice.com, chỗ đổ xăng rẻ nhất là cây xăng Arco, góc đường Orange Top và Walker ở La Palma, chỉ có $3.11 một gallon. Đổ xăng đắt nhất là cây xăng 76 ở San Juan Capuchino, với giá 3.65 sen một gallon. Mặc dù mưa đã hết rơi, một số đoạn đường núi tại Orange County vẫn tiếp tục bị đóng, nhất là xa lộ Pacific Coast dọc bờ biển. Tại Dana Point hôm thứ Năm, một đoạn dài 1.5 dặm của xa lộ này bị đóng vì đất lở. Sở Công Chánh thành phố cho biết họ hy vọng mở đường vào chiều tối. Ông Brad Bloller, giám đốc Sở Công Chánh Dana Point cho biết có tổng cộng 12 chỗ bị đất lở và thành phố phải phái hai toán công nhân đi dọn dẹp. Một số đường khác trong thành phố cũng bị đóng hoặc chỉ mở một len xe chạy hôm thứ Tư. Ít nhất có một căn nhà trong khu vực bị hư hại vì đất lở. Mưa dai dẳng mấy ngày qua làm đất nhiều nơi bị lở, một phần vì nước thấm quá lâu, một phần vì các vụ cháy rừng trước đó gây cây cối trơ trụi. Dana Point là một thành phố nhỏ ở miền nam Orange County, một bên là biển và một bên là vách núi với nhiều ngôi nhà nằm trên đồi. Và bản tin cuối cùng của ngày hôm nay, giai phẩm xuân người Việt Tân Mão 2011 vừa rời nhà in về đến tòa soạn để chuẩn bị đưa đến tay độc giả. Sau nhiều năm xuất hiện thường xuyên với trang bìa mang sắc đỏ của sự thịnh vượng và may mắn, giai phẩm xuân người Việt năm nay khoác trên mình chiếc áo xanh hy vọng, trong một dáng vẻ mới lạ, hấp dẫn người xem từ cái nhìn đầu tiên. Năm nay, số lượng in của giai phẩm xuân người Việt Tân Mão lên đến 13.500 cuốn, tăng 35% so với năm trước. Cuốn giai phẩm xuân người Việt dày 284 trang, cộng thêm 24 trang glossy in bằng giấy láng, màu sắc tinh tế, rực rỡ. Số lượng khách hàng quảng cáo trên giai phẩm xuân người Việt năm nay tăng đến 55%, vì thế hơn 80 bài viết cũng được chọn lọc tỉ mỉ để xứng đáng với niềm tin và sự trông đợi của mọi người. Vào trưa thứ Năm, 2.000 ấn bản sẽ được chuyển ngay đi qua Houston, Dallas, Arizona, Louisiana để kịp đến tay độc giả phương xa. Sáng thứ Sáu, giai phẩm xuân người Việt 2011 sẽ tiếp tục gửi đi các tiểu bang miền Đông như Washington, D.C., Atlanta. Độc giả tại Lido Sài Gòn, Orange County, Los Angeles có thể tìm mua giai phẩm xuân người Việt Tân Mão ngay tại tòa soạn Nhật báo Người Việt hoặc tại các đại lý trong vùng. Độc giả ở ngoài tiểu bang có thể gọi điện thoại về Nhật báo Người Việt để được hướng dẫn tìm mua ở các đại lý. Ngoài ra, quý độc giả cũng có thể đặt mua giai phẩm xuân trên trang mạng Người Việt online tại địa chỉ www.nguoi-viet.com. Xin liên lạc mua báo xuân Người Việt tại 714-892-9414. Kim Thanh xin kính chào quý vị và hẹn lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng.
Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.